Rồi, chào mừng trở lại với cái channel của mình. Đây là tập tiếp theo, tập đảo lộn trong game DMC. Mình rất là muốn nâng cấp cho trọn bộ cái kiếm thường này. Bởi mình à không, tôi tự xem cái Eric này xem có cái gì hay ho thì tăng luôn đã. Trên mặt đất hai lần tiến xem nào, lại nhìn lại nào. Chắc chắn tăng cái này một phát rồi. Slam là gì đây ta? À, chiêu đâm ngắt quãng, chiêu này chắc chắn là phải có. Rồi, thế là có hai điểm của mình dùng hết cho cái thằng chó này rồi. Rồi, đảo lộn bắt đầu. Upside down ấy. Sao loading nhanh vậy trời. À, có đoạn phim. Virgil gọi điện cho Cat. Is it relevant? I'd like to know who I'm risking life and limb with. He's my brother, he's trying to save the world. What's your story? Listen, I never asked for your help, but you gave it, and I appreciate it. I trust you. Đoạn đang tâm sự riêng à? Ừ, mình muốn nghe xem đoạn này Cat tâm sự những gì. Hiểu thêm về Cat. He rescued me. À, lộ tóc rồi nhá. Xinh gái thế. My foster father was a demon. Ôi dồi, hàng đêm nó quấy rối, khổ nhỉ. Xinh gái thế này cơ mà. It's okay. I felt nothing. I couldn't physically escape, so. Trốn tránh trong một cách khác. Chui vào limbo. À, biết ngay. He heard my cry for help. He helped me to deal with the demons, both figuratively. Nghĩa đen nghĩa bóng, à có lẽ là bốn nuôi của Cat thì không phải là quỷ thật mà là chỉ là khốn nạn theo giống như một quỷ thôi, chắc nó là người thường. Câu chuyện của Cat có vẻ động đến trái tim của tôi rồi đấy. Gần đến tháp truyền hình rồi. Tập này chúng ta sẽ đến với thằng boss, đó là thằng bạn tin tức Raptor, mình quên mất tên thằng boss thôi. Lại bỏ mạng lưới giám sát của Mundus. Raptor News Tower, controlled by Mundus. They have a monopoly over the world's media. News, advertising, entertainment, mind control. Yeah. And surveillance. Cái nước tăng lực kia là điều khiển về thể chất rồi này. Còn cái tháp truyền hình này nó tượng trưng cho truyền thông, đó là đầu độc về trí tuệ, kiểm soát trí não của loài người. Game này nó có một cái phép ẩn dụ rất là hay. Đó là hai cái mình vừa kể, đó là thêm một cái nữa, đó là thằng boss cuối Mundus thì nó lại là banh ngân hàng, có nghĩa là nó cầm về tài chính mà nó lại trùng quế, có nghĩa là trong cái game này ý của nó là nắm về tài chính là nắm được tất cả ấy, kiểu như vậy. Đường vào thì là thông qua một cái limbo, cổng limbo chính là mặt nước, xuống nước chính là xuống limbo, không cần phải Cat hướng dẫn nhiều hay sao, ý là thế à? Chúng ta sẽ đi qua mặt nước mà. Mình nhớ tập này là sẽ chui xuống nước ấy. À, tạo cổng ở đây đấy. We don't know much about this demon. I'm sure it'll be lovely. Cái dịch chuyển xong chưa ta? Lâu đấy. À, dịch chuyển rồi. Xuống luôn. Thế thì nhảy ngay từ đầu đi cho đỡ mệt đúng không? Sao khổ này trời. Người thường mà nhảy vào cái limbo này chắc chết. Giờ tao hiểu tại sao quan điểm này là ngược đời thế rồi. Ở cái thế giới lộn ngược thế này. Đổi vũ khí đây. Chơi cái nắm đấm xem sao. Úi dồi. À không, chưa phải đấm. Đấy. Cái nắm đấm này rất là chậm. Chơi nó chậm lắm. Dùng cái này để đấm.
Mà trông cũng xấu nữa chứ. Trông không được đẹp mắt đúng không? Ý. Bingo. Có địch ở đây rồi, chỗ này rộng này. Mày bướng này. Ô, nó rơi xuống dưới rồi. Cho nó chết luôn rồi gì nữa. Ơ, vẫn còn thằng nữa. Bây giờ mới trúng. Đánh này một tí cho nó tăng điểm nào. Chết chưa? Chán đời thế nhở. Nó bị rơi những cái quả ngớ ngẩn như vậy. Bịt bố là được. Ôi giời. Lên trên để đánh nhau đi đã. Lên đây. Úi che tránh. Tí chết rồi. Mày ra đây. Úi giời. Tí chết tao. Mày vỡ mồm. Úi giời, con quái to rồi, thôi đủ đổi cái dìu đi, cái tay đấm chậm quá. Giữ B chờ đến khi tích tụ đầy sau đó thả ra. À hay quá nhỉ. Úi chết nhầm nhầm. Thôi nốt đã. Oh shit. Oh shit, đéo thử được. Đợi nó hút rồi, đợi nó hút rồi. Đéo ăn thua không ạ, bị lừa rồi. Mày ra đây. Đéo bị lừa nữa. Đéo chơi kiểu đó, kệ bà đi, cứ đánh theo kiểu truyền thống đi. Classic is the best. Ok. Cái này quãng của nó ngắn thật đấy. Đây là một cái nhà tù. Nhà tù truyền thông. Đặt nặng phong cách ẩn dụ. Đột nhập vào cái nhà tù. Đảo ngược, mọi thứ đều ngược đời. À kìa, đồng áo kìa kìa. Xuống đây. Chuẩn kéo chưa?
Bên kia có gì kìa. Chồng hai cái tay trông như con tinh tinh ấy. Ôi, bao nhiêu người bị cầm tù ở đây. LTX để thực hiện Angel Lift tới các vòng đẩy. A để phóng đi. Ok, tôi biết rồi. Cái gì ấy? Hình như đây đường bí mật hay sao ấy. Đúng nhỉ? Nếu đang phải đường bí mật thì ở đây đường bí mật thật. Một cục tăng máu, hai cái linh tinh, chém bừa cho nó xong chuyện. Địch mẹ bố cái bọn lừa đảo này. Anh đi theo đúng của mày để giờ bố ông đất. Lệch một tí hướng thì có cái gì đâu nhỉ? Đánh nhau ở đây rồi. Chưa đánh nhau. Nhầm. Có gì kia cơ. Ui con chuột này. Bạn ghét con chuột này lắm. Chốc nó ra cái giống quái quỷ gì ấy. Kinh nhó chịu được. Ờ à, có mấy cái lông ấy. Lông nhím nó bắn. Hay sao nhỉ. Đúng rồi nhỉ. Không nhớ. Thôi được rồi. Giờ gặp nó bây giờ rồi. Con chuột chưa ra à. Chuột chưa ra thì dùng dìu đánh nhau bọn này đi. Mày chết đi. Oh shit. Đóng băng chết mất. Fuck you. Mày chết đi cái bướm gì nhỉ. Bọn mày vào đây. Phát sáng luôn rồi đấy. À bọn này thì chơi đường thường cũng được. Ui mẹ cái đoạn này màn đánh nhau xuống nhờ. Trông đã mắt thật đấy. Mày trời ơi. Đét đét cơ mà đúng không. Cái gì đây. Bao nhiêu người đứng như kiểu là bị hành hình như trời. Nhìn qua một lượt đã. Biết đâu có gì hay ho. Rồi đi vào luôn này. Đây con chuột đây rồi. Ờ nó vẫn chạy. Nó chưa xuất hiện à. À nó kìa kìa. Bỏ mẹ. Con chuột to nó kìa. Vừa gặp con chuột nhỏ thôi. Con chuột to này mới khốn nạn chứ. Rage. Great. Here's mommy. Nó có lông kìa, nó túm lông kìa. Ôi đi, mẹ.
Ít con mẹ cho nó. Ui cứt thật. Ui con này chết rồi, tốt rồi. Còn một con thôi. Đéo được không ạ, nó tiến hóa. Oh shit. Mẹ. Chẳng lẽ không lên A với mày. Hết thời rồi con ạ, à. Mày lao mấy quả tao thuộc rồi. Né một tí là được ngay thôi. À, đừng có lừa anh, trong này có cái gì. À, mẹ ngay trên đầu này. Tiền rồi rất là quan trọng. Cái gì cũng quan trọng cả. Mẹ chà, nó có ba con chuột trong kia lận. Có thang máy à, chúng ta tìm đường lên, đấm thẳng xuống là sẽ vào được thôi. Thế bên này có cái gì? Có cái gì nó giấu trong này đúng không? Đánh mãi mới được 1000 mốt. Yêu cầu rất là cao kể tiền ở đây. À đây đây. Bạn nhẹ được cũng được, là từng giờ một rất là quý giá. Giời ơi. Mày chết đi. Ơ. Ôi xong rồi. Nó rơi bốn đất rồi. Nhiều lúc muốn thi triển mà game nó không cho làm ấy chứ. Mình thực sự mình giỏi lắm ấy. Chơi hơi bị hay luôn ấy, nhưng mà nhiều lúc không cho mình cơ hội để thể hiện. Không được lúc, không có lúc nào được chứng tỏ mình cả. Từ từ có cái đường bên trên. Đừng có đi thẳng vội. Bên kia có cái. Chả có cái gì cả. À khoan khoan khoan. Còn cái kìa. Đừng có để bị lừa. Đấy. Hàng hiếm ấy. Sao ít thế này nhỉ. Đánh có 3 phát nó đã chết rồi. Chứng tỏ cái kiếm thường là mạnh hơn cái búa liềm chưa. À cái lưỡi liềm chưa chứ. Nhầm búa liềm. Búa liềm là cộng sản bá lắm rồi. Mình đổi combo nhanh không. Đang trên lúc nhảy đổi ngay dìu sang đấm rồi đấm xuống luôn. Hello cho đây có đánh nhau không ta. Tí nữa thì mất cơ hội. Ơ nhầm. Oh shit. Một con chết đẹp mỡ ở mày. Ui đừng 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 đừng. Mày chết đi. Không có ra máu à, có ra một tí máu. Đủ mẹ có cái bí mật gì ở đây. Ô có cái cổng luôn ở đây này. Vào thử tí. Và thử tính nhanh em, chỗ này mà đánh nhau đi. Đồng, chiến tranh, thiên thần, hạ toàn bộ kẻ địch trong thời gian cho phép. Kẻ địch chỉ nhận sát thương từ vũ khí Angel. Trời ơi, dùng vũ khí thiên thần rồi. Yeah.
48 giây, 47 giây, 45 giây rồi. Oh shit. Tí chết nhá. Đâu nữa? À vẫn còn sống kìa. Quá thừa thời gian luôn. Đồng mà đấy, đồng đâu có khó. Chìa khóa thứ hai. À nhầm, mảnh ghép thứ hai. Hai mảnh ghép nữa thì mình sẽ được kéo dài thanh máu. Rồi đi tiếp đây. Vẫn còn cái bí mật nào đó quanh đây. Thôi đi đi đã. Sao có một màn đánh quan trọng hay sao lại có chỗ mua đồ được ta? Đi đâu ta? Ê khoan 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 khoan. Ai kìa? Có cái đuôi kìa. Đừng vào cái cầu này để chạy nhá. Nó sẽ rụng rồi. Tao đến với mày để Boba Bass. Mẹ cầu rụng thật. Ấy chà chà. Tàu chạch bánh rồi. Thế này ở thế giới thực thì chắc tàu đang bị tai nạn thì bao nhiêu người sẽ chết đấy, không biết. Ui trời. Chạy nhảy tí thôi, không có gì khó cả. Quỷ cơ, một à đâu, nhầm. Quỷ thiên thần mới đúng. Bọn nó đang bay vây quanh một cái ông già. Ông cụ cầm gậy đuổi mẹ, ông ấy cũng giỏi ấy chứ hả? Chắc bọn nó chỉ chơi đùa với ông ấy thôi chứ. Bọn nó thừa sức giết cơ ông ấy. Ơ đẹp. Sao mình lại có thể chơi ẩu như vậy nhỉ? Tôi đến đấy. Để tao yên, để tao yên. Cú đi, cú đi. Happy. Chứ không phải là happy nhá. Happy. Oh shit. Mạnh thế. Bắn chết mẹ mày. Mày ra đây. Ơ nó xuống dưới kìa. Ô nó chết thật. Hai con rồi, rồi phải đi cẩn thận. Ồ dễ chết vậy. Bắn đi, cho nó gục ở đây đi, cho nó rơi mẹ ăn dưới đi. Một quả chết quá là thương tâm luôn. Ta chém bay đầu người bây giờ. Nhiệm vụ kế tiếp là chúng ta sẽ phải đi tìm cho ông này cái nửa đầu còn lại. Tòa tháp à? Mày đến làm gì? Giờ có đoạn việt hóa thì mình sẽ ok, mình sẽ hiểu được cái đầu nửa đầu còn lại của ông có tác dụng gì. Tại sao mình lại phải đi cứu ông, à giúp ông kiếm lại cái nửa đầu đấy. Nếu cậu giúp tôi trước. Trao đổi. Nói nghe xem. Kết quả thương lượng là chúng ta sẽ phải đợi vào video sau rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhé.